ghế massage mà hơn 10 triệu một tí thì có cái gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình nhá. Thì bên mình thể theo cái nhu cầu mọi người thì bên mình cũng mới về một cái mẫu ghế mà nó chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi. Đấy, hơn 10 triệu một tí nhá. Một tí thôi chứ không phải nhiều đâu. Hơn 10 triệu một tí thì ở đây nó sẽ có cho các bạn nhá, đầy đủ luôn. Thậm chí là nhiều tính năng hơn cả cái ghế gần 20 triệu bên mình. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một chiếc ghế massage được từ chân cho tới tận đầu chúng ta. Thậm chí cái này nó có cả cái bóp đầu đấy các bạn này. Thậm chí là còn có cả túi khí bóp đầu đây. Đúng không ạ? Bóp đầu ở đây. Đấy. Cái thứ nhất này, thứ hai nữa là có thể điều khiển bằng giọng nói. Đấy. Cái thứ ba nữa là phun da. Đó. Đấy, đây massage từ đầu đến chân luôn các bạn. Từ đầu đến chân. Nhưng mà nó chỉ là massage 2D nhá. Đây là các cái 80 bi lăn cố định này. Bi cố định này nó xoay massage ở đây. Ở phần này này. Ở phần này. Đó, và có hai túi khí đây để bóp đầu gối này. Có túi khí ở hông, có một cái cục xoay ở dưới mông của chúng ta này. Cục xoay ở dưới mông này. Đấy. Đây là một chiếc ghế massage hiện nay bên mình đang bán là giá sau khuyến mãi chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi là bạn có thể mua được. Và thì sắp tới cũng có những mẫu ghế massage dưới 10 triệu. Nhưng mà mình sẽ phải chia sẻ với bạn đó là gì ạ? Với cái tầm tiền như này, với cái phân khúc như này thì các bạn sẽ có một chiếc ghế massage nó chỉ đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản của bạn thôi. Và cái độ bền nó sẽ không thể nào mà cao như với dòng ghế khác được. Chất liệu thì phun da nhá. Phun da luôn, rất là rẻ mà lại được phun da. Để cho các bạn thấy rằng là tránh cái tình trạng là các cái bên khác họ quảng cáo là gì? Ghế phun da nó mới đắt, thậm chí đúng không ạ? Ghế phun da nó mới đắt, nhưng mà thực tế ra thì mọi người thấy đấy ạ. Một chiếc ghế phun da có cả bóp đầu gối, có cả bóp đầu, có cả điều khiển giọng nói mà ngân sách đầu tư chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi. Rẻ hơn một cái điện thoại các bạn đang dùng, đúng không ạ? Rẻ hơn một chiếc iPhone, rẻ hơn một chiếc điện thoại Samsung đời mới của các bạn, nhưng mà có thể massage toàn thân như này. Đó. Với một sản phẩm như này thì các bạn sẽ dùng được cho cả gia đình. Nhưng mà đặc biệt phải lưu ý cho mình là cái độ bền của nó cũng sẽ chỉ ở cái mức giới hạn thôi. Với sản phẩm này bên mình sẽ bảo hành là 12 tháng. Và bạn bảo hành 12 tháng chứ không có được cái việc bảo hành lên đến 5 năm, 7 năm đâu. Bởi vì là với cái giá thành như này thì cái chất lượng nó sẽ chỉ ở cái mức như vậy thôi. Nhưng mình hứa với bạn rằng là nếu như so với trên thị trường thì đây là một trong những cái sản phẩm không có đối thủ về giá. Không có đối thủ về giá. Bởi vì có điều khiển giọng nói, massage phun da, khung nhựa nhé, không phải là khung bằng gỗ ép. Đúng không ạ? Phun da này, khung nhựa này, động cơ cũng rất là ok. Động cơ hoàn toàn là bằng dây đồng. Để bạn yên tâm sử dụng. Và được bảo hành chính hãng của bên mình là 12 tháng. 12 tháng. Chỉ có hơn 10 triệu thôi, hiện nay là khuyến mãi bao tiền nhỉ? Chưa hết tất cả mọi thứ đi. Nó chỉ còn có hơn 10 triệu một tí thôi. Còn hơn 10 triệu một tí bao nhiêu thì hãy comment bên dưới, mình sẽ chia sẻ cho bạn. Các bạn nhá, hãy inbox ngay, hãy gọi điện cho mình ngay để sắm ngay một chiếc ghế massage như này, tặng cho bố mẹ của mình, tặng cho những người thân yêu của mình, tặng cho chính bản thân của các bạn một món quà sức khỏe. Nhân dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 bên mình có khuyến mãi lớn như thế này, cho nên là đừng bỏ lỡ. Đừng để đến qua thời điểm này rồi lại thời điểm đấy có giảm giá sau thời điểm này thì không. Những cái thứ mà ưu đãi, đúng không ạ, chiết khấu thì nó sẽ chỉ có giới hạn thôi. Còn nếu như mà ưu đãi quanh năm, chiết khấu quanh năm thì nó là một chiêu trò để marketing rồi các bạn nhá. Cho nên là hãy lựa chọn cho mình một chiếc ghế massage nó phù hợp với túi tiền của bạn, đúng không ạ? Chỉ hơn 10 triệu một tí thôi, chỉ bằng 2-3 bữa lẩu thôi bạn có một chiếc ghế massage để bố mẹ mình, để cả nhà mình có thể sử dụng bình thường rồi. Chiếc ghế massage FCI301, một chiếc ghế mà mình nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người ở quê thích, bởi vì nó rẻ, nó vừa tiền. Bảo hành 1 năm. Và bạn có thể nâng cấp lên, sau 1 năm các bạn có thể nâng cấp lên những sản phẩm cao tiền hơn, những sản phẩm cao cấp hơn của bên mình. Vẫn đảm bảo là mình sẽ có một chiếc ghế massage xịn sò ở nhà dùng mà lại không mất tiền hao mòn trong vòng 12 tháng khi nâng cấp lên. Thì nó một điều tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Hãy gọi ngay số hotline bên mình để nhận ngay những cái ưu đãi và được báo giá một cách tốt nhất các bạn nhá. Ok, xin chào bạn, mình là Chu Huy. Bye bye.